Theo đó, các giao dịch chuyển tiền dưới 10 triệu đồng một lần thì xác thực bằng mã OTP. Còn chuyển tiền trên 10 triệu đồng thì bên cạnh xác thực bình thường như hiện nay, người thực hiện giao dịch còn phải xác thực khuôn mặt. Với tổng số tiền các giao dịch trên 20 triệu đồng mỗi ngày là phải xác thực bằng sinh trắc học. Dấu hiệu sinh trắc học có thể xác định bằng dữ liệu trong căn cước công dân gắn chip, tài khoản VNEID hoặc dữ liệu sinh trắc học lưu trong cơ sở dữ liệu của ngân hàng. Công nghệ này được xem là hạn chế tối đa khả năng làm giả và sẽ có tính bảo mật cao. Kể cả khi khách hàng lỡ chuyển tiền vào tài khoản của kẻ gian thì cũng có thể lấy lại tiền. Trường hợp kẻ gian dùng tài khoản của mình để chuyển tiền thì cơ quan công an sẽ nhanh chóng xác định được danh tính qua đối chiếu với thông tin trên căn cước gắn chip. Quy định sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024.